Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Accenture 150 Movistar 2017 mới chuẩn bị ra mắt. Accenture 150 Movistar 2017 với thiết kế tem mới sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Như Moto Sài Gòn đã đưa mẫu tem Movistar 2017 đã chính thức lộ diện. Thông tin xuất hiện của bộ tem Movistar 2017 mới cho Accenture 150. Theo đó, Moto Sài Gòn được biết sắp tới Accenture 150 Combo 2017 sẽ có bộ tem mới đằng ri quân đội, mang lại diện mẫu mới cho Accenture. Tại Việt Nam, mẫu tem mới của Việt Nam vừa Yamaha trình làng là Accenture đen nhám. Tại Malaysia, mẫu Accenture 150 là màu tím. Chúng ta hãy so sánh một số logo của bộ tem Movistar 2017 với Movistar 2015 bản hiện tại tại Accenture 150 bên dưới. Nói về giá bán Yamaha mới nhất, giá Yamaha Accenture 150 Movistar 2017 vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, liệu có thay đổi nâng cấp gì hay không cho bản Movistar mới nhất vẫn chưa được Yamaha Việt Nam công bố. Tại Việt Nam, giá bán Accenture Movistar hiện tại là 45.990.000 đồng Việt Nam. Cảm ơn vì theo dõi clip này. Hẹn lại gì là tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.